Thông tin cực sốc đây các bạn ạ. Hiện nay đã có rất nhiều bạn thường xuyên chơi Roblox báo cáo với mình rằng là các bạn ấy không thể nào vào được account Roblox của bản thân. Kể từ lúc mà game phía xong lỗi đến thời điểm hiện tại, các trường hợp thường gặp sẽ là hệ thống Roblox bằng một cách nào đó sẽ không cho người chơi kết nối với account game của bản thân, hay là có một vài tình huống khác theo mình đánh giá là nó có phần yếu lê hơn một chút, đó là Roblox sẽ bắt những bạn nào gặp lỗi này sẽ phải bắt buộc đặt lại hết tất cả mọi thứ luôn. Hay nói cách khác là trong trường hợp nếu không có những biện pháp cũng như là cách giải quyết hợp lý thì không loại trừ khả năng là có nguy cơ rất cao là bạn sẽ bị mất tất cả những gì mà bạn đã cày cuốc trong cái account Roblox đó như chơi. Không thể nào đùa được đâu các bạn ạ. Nếu điều mà mình vừa mới nói mà nó thật sự xảy ra thì hơi bị nguy luôn ấy. Vậy làm thế nào để có thể khắc phục được tình trạng có phần nghiêm trọng như thế này từ phía của Roblox? Hãy xem hết video này để cùng mình tìm hiểu nha. Mình sẽ cố gắng giúp cho các bạn nhiều nhất có thể trong khả năng của bản thân. Xong bạn cũng đừng quên là còn rất nhiều những tin tức khác cũng đang chờ đón các bạn trong video này. Tính đến khoảng thời điểm hiện tại thì cái thông báo về việc hết lỗi này từ phía của Roblox đã trôi qua khoảng 10 ngày rồi. Tuy nhiên, việc để thấy những cái account không vào được Roblox dù đã được thông báo là đã giải quyết vấn đề lỗi này là còn rất rất nhiều và tương đối có thể dễ thấy. Việc này dường như đang có chiều hướng tăng lên trong mấy tuần gần đây. Đây có thể nói là một tình trạng báo động mà những người đứng đầu của Roblox cần khá là lưu tâm tới. Vì nếu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra một lần nữa thì không chỉ có người chơi ở khu vực Việt Nam thôi đâu, mà nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả nền kinh tế cũng như là định hướng về các chiến lược phát triển lâu dài ở khu vực mà họ đang nhắm đến gần đây nữa. Và khu vực mà họ muốn nhắm đến ở đây không ai khác ngoài khu vực Việt Nam. Gần đây thì mình có tiếp nhận khá là nhiều sự phàn nàn của các bạn về việc hệ thống login của Roblox dạo này bị vấn đề gì ấy mà mấy bạn đó không thể nào vào được luôn. Theo những thông tin mà bản thân mình tổng hợp lại thì có rất nhiều người chơi đã và đang gặp hai cái lỗi như sau. Hệ thống của Roblox không cho các bạn đăng nhập vào game, dù bạn có làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào bước qua khỏi chỗ này. Nói cách khác thì bạn đang bị Roblox từ chối đăng nhập vào game. Tình huống thứ hai khá là giống với tình huống thứ nhất mà mình vừa mới kể, nhưng khác một chút ở một chỗ. Dù bạn có nhớ chính xác những dãy số hay ký tự mà mình đã ghi đi chăng nữa thì hệ thống làm việc của game vẫn báo với bạn rằng bạn phải đặt lại những gì mà mình đã nhớ. Để giải quyết hai vấn đề có phần tương đối phức tạp này thì mình sẽ cố gắng cung cấp cho bạn những thông tin và những biện pháp của hai cái lỗi login này. Trong trường hợp thứ nhất, để mà xét tổng thể lại thì khi gặp lỗi này, người bị sẽ không thể nào login vào game được gì luôn. Để giải quyết vấn đề một cách triệt để thì mình có các cách giải quyết cụ thể là: nếu gặp tình trạng không thể đăng nhập vào Roblox, bạn hãy tắt wifi và bật wifi lại xem sao. Vì khi làm như vậy thì mạng của các bạn sẽ được làm mới lại hoàn toàn. Sau khi làm xong thì bạn hãy vào Roblox thử lại xem như thế nào. Xong, nếu việc reset wifi vẫn không có tiến triển gì đáng kể thì mình có một cách thông dụng và đáng tin cậy hơn muốn gửi đến cho các bạn, đó là việc các bạn hãy sử dụng VPN. Về các VPN nào uy tín thì có lẽ các bạn cũng đã biết rất là nhiều rồi ha. Về điều này thì mình cũng không có đề cập quá nhiều trong video này. Đúng vậy, hãy bật lại VPN chuyển vùng để nhằm login Roblox thành công. Sau khi đã vào game Roblox được rồi thì bạn chỉ cần tắt chuyển vùng là được thôi. Còn về vấn đề mà bản thân các bạn dù nhớ rất là rõ những gì mà mình đã ghi trước kia nhưng không thể hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà khi thoát ra và login lại trò chơi thì bạn lại nhận được một dòng chú thích màu đỏ rất là xanh rờn. À quên, chú thích màu đỏ này thì làm gì xanh rờn được nhỉ? Là đỏ rờn mới đúng. Thôi bỏ qua chuyện vừa nãy đi. Theo những gì mà mình tìm hiểu được thì lỗi này xuất hiện là do account Roblox của bạn có thể là đã bị đánh cắp bởi một cá nhân nào đó. Trên đây thì Roblox có viết: nếu có hoạt động đáng ngờ trong account Roblox của bạn hoặc chúng tôi phát hiện thấy phương pháp bảo mật của bạn có thể đã bị đánh cắp từ thành phần nguy hiểm khác, do đó chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi phương pháp bảo mật của mình bằng cách thay đổi bảo mật của bạn. Làm điều này sẽ giúp đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể sử dụng account Roblox của mình. Đây là một cái lỗi khá là nghiêm trọng đấy, vì có khả năng rất cao là nếu bạn không thể nào login vào trò chơi dù có ghi đúng những gì mà bản thân đã nhớ đi nữa, là account Roblox của bạn đã bị chiếm quyền sử dụng bởi một người nào đó. Trong tình huống này thì bạn hãy nghĩ lại xem trong khoảng thời gian gần đây thì bản thân mình có cho ai mượn ác hay không. Nếu có thì hãy liên lạc với họ để kịp thời xử lý nha. Mong là mọi chuyện sẽ ổn với tất cả những người chơi Việt Nam nào gặp cái tình trạng có phần hơi bị phức tạp như vừa rồi. Mong bạn sẽ sớm lấy lại những gì mà mình đã mất nha. Bản thân mình cũng hy vọng là như vậy. Một người dùng 9X hay còn được gọi là Twister đã tin tức về việc bản thân đã thành công trong việc thiết kế 4 vật phẩm Roblox rất là đáng chú ý, bao gồm 4 cái hit Roblox. Điều đáng nói ở đây là những ai tầm Roblox này có thể phản chiếu. Cụ thể thì bài viết này giới thiệu đã làm 4 cái hit Roblox mới phản chiếu. Chúng phù hợp với mọi tông màu da, có thể kém sáng hơn trong một số trò chơi,
do cài đặt ánh sáng của trò chơi đó. Và đây là hình ảnh của bốn cái vật phẩm Roblox này. Quả thực tế mà nói thì nó rất là đẹp và trông rất là hợp thẩm mỹ luôn, đúng không nào? Item Roblox này theo mình thấy là nó có hội tụ những thứ đẹp nhất mà một cái item Roblox được cho là xuất sắc luôn ấy. Từ cái thiết kế đến cái công năng, tất cả đều rất là tuyệt vời, không có một lời nào có thể chê được luôn, thật sự rất là bá cháy. Liệu bạn có nghĩ giống mình hay không? Hãy comment xuống dưới video này để mình và các bạn khác đang xem video này cũng biết với nhé. Thông tin cực kỳ hot dành cho những bạn nào là người chơi rất là cuồng nhiệt của trò chơi Pet Simulator đây. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 theo giờ Việt Nam, đội ngũ những người đứng đầu của Pet Simulator đã tụ họp lại với nhau nhằm công bố ra một cái bản update siêu to khổng lồ luôn. Đây là những thông tin rò rỉ mà được chính dân chủ của tựa game nuôi Pet này đưa ra. Như đã thấy thì bản update này có tất cả là 4 map khác nhau, một thành phố công nghệ cao tầng, một khu điện cao áp nhân, một phòng điều khiển và cuối cùng là một lâu đài màu tím vô cùng mộng mơ. Sẽ có rất là nhiều thứ cho game thủ có thể trải nghiệm trong giai đoạn tiếp theo của tựa game Pet này đây. Như thể thêm phần kịch tính cho các bản cập nhật lớn này thì chân ít của Pet Simulator lại tiếp tục tiết lộ thêm một thứ vô cùng ấn tượng nhưng cũng không kém phần đặc biệt sẽ được ra mắt người chơi trong bản update này. Đó là một con boss nhìn trông khá là giống với thực thể trong tựa game Door này. Nếu mình nhớ không nhầm thì Shrek chính là tên thực thể trong hình. Ở phần thông tin tiết lộ thêm này, ta có thể thấy rất là rõ con boss này đang tấn công người chơi. À, nhìn kỹ thì nó không giống việc đang tấn công người chơi lắm đâu nhỉ. Khác với thực thể Shrek thì con boss này có rất là nhiều mắt và biết bắn laser. Bạn có phấn khích với bản update từ phía của nhà phát triển này hay không? Mình thì cảm thấy rất là muốn tham gia luôn ấy. Đúng là Pet Simulator rất ít khi nào làm ta thất vọng nhỉ. Roblox vừa mới ra mắt một item có tên là Spring Flower Crown. Vật phẩm này có thể tạo ra những bông hoa xung quanh nhìn trông rất là xịn sò luôn ấy. Bạn sẽ phải lấy nó thật nhanh, nếu không lấy thì tới ngày 6 tháng 5 thì item Roblox này sẽ tự biến mất và các bạn sẽ không cần làm bất kỳ nhiệm vụ gì trong bất kỳ tựa game gì hay là trò chơi gì cả. Vì đây là một vật phẩm Roblox hoàn toàn miễn phí, là hoàn toàn miễn phí đấy. Không biết Roblox và đội ngũ của mình liệu có kế hoạch gì đáng ngờ không đây, mà sao họ lại có thể hào phóng như thế không biết nữa. Theo mình nghĩ là không có gì đâu các bạn ạ. Có lẽ là Roblox chỉ muốn tặng vật phẩm này cho những game thủ yêu quý của mình mà thôi. Lâu lâu tốt bụng một chút thì có sale, đúng không các bạn? Mà để mà nói thì vật phẩm này không phải chỉ làm sơ sài rồi đem up lên đâu các bạn ạ. Mà theo đánh giá tổng quan của mình thì nó khá là đẹp và độc đáo luôn ấy chứ. Rất hợp với những bạn nào có skin nữ, thậm chí kể cả nam cũng có thể dễ dàng sử dụng nó luôn. Một sự công tâm không hề nhẹ và xem thường đến từ phía của những nhà phát triển của game. Cộng một điểm respect ngay và luôn, chứ đợi gì nữa đúng không các bạn? Và đó là nội dung của bản tin ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký cho mình nhé. Và còn bây giờ thì bye bye và mình chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye các bạn.